Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính đến nay, cả nước có trên 900.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, truyền dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với 18.123 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên. Đồng thời chấn chỉnh nhắc nhở đối với 189.243 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định, trên 80% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều có nguyên nhân từ việc chạy quá tốc độ, không làm chủ tốc độ. Tốc độ càng cao thì khả năng xảy ra va chạm càng lớn và hậu quả càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp lái xe kinh doanh vận tải chưa chấp hành nghiêm túc, thậm chí có hành vi đối phó với quy định lắp đặt và truyền dữ liệu giám sát hành trình. Trong nhiều vụ tai nạn, thiết bị giám sát hành trình của phương tiện bị tắt, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi xác định nguyên nhân tai nạn.